Ví dụ đây là cái network mà chúng ta đang làm. Ví dụ Clickbank, Amazon, Vizu hay là những kênh affiliate khác. Sau đó thì chúng ta rút tiền về đâu? Thường thì chúng ta sẽ không rút tiền trực tiếp về tài khoản ngân hàng Việt Nam, và chúng ta sẽ rút qua một cái kênh trung gian, bởi vì đôi khi cái tài khoản ở bên ngoài nước Mỹ hay một số các quốc gia lớn thì cái việc cài đặt cái thẻ của những nước nhỏ nhỏ như mình thì nó hơi khó. Thường thường chúng ta sẽ rút tiền affiliate marketing, rút qua những cái kênh ví dụ như là Payoneer. Hôm nay Hường sẽ hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Payoneer ha, rồi sẽ có là PayPal. Mình làm affiliate marketing thì hãy đăng ký những cái tài khoản này hả. Rồi hiện nay thì có một cái kênh nữa, nó là cái kênh blockchain, ở đây là Bitcoin ấy. Người ta cũng thanh toán bằng Bitcoin rất là nhiều, thì mọi người có thể đăng ký một tài khoản blockchain trên blockchain.com. Cả cái việc mà chúng ta thanh toán cho người khác và người khác thanh toán cho mình qua Bitcoin, thì cái này cũng khá là phổ biến hiện nay đối với affiliate marketing rồi hả, nên là nên có một tài khoản. Mọi người biết sao không, thanh toán qua PayPal ấy tốn phí rất là lớn, nhưng mà đối với thanh toán qua Bitcoin ấy, thì nó hầu như là không tốn phí. Rồi tiếp mình sẽ có thanh toán qua thẻ Visa Master. Cái này ở Việt Nam mình là một cái tài khoản, một cái thẻ Visa Master cũng khá đơn giản. Tuy nhiên là nó sẽ ở đôi khi thanh toán bằng cái thẻ này nó không được ha. Rồi bây giờ Hường sẽ đang hướng dẫn mọi người cách đăng ký một tài khoản Payoneer để chúng ta có thể thanh toán ở trên Clickbank nói riêng và các kênh affiliate khác nói chung. Thì rất là nhiều kênh hiện nay đang sử dụng Payoneer và rất là tiện lợi ha. Có cả MyVictories và các kênh hệ thống xây dựng cái hệ thống MLM khác. Ok, rồi bây giờ làm thế nào để đăng ký một tài khoản Payoneer? Thì tại vì Hường đang hướng dẫn mọi người làm Clickbank, cho nên là Hường sẽ hướng dẫn đăng ký tài khoản Payoneer trước. Rồi từ những cái tài khoản này nè, mọi người sẽ bắt đầu rút về tài khoản Việt Nam, Vietcombank, ACB, Techcombank, BIDV, vân vân. Nói chung là ngân hàng Việt Nam. Đơn giản thôi ha. Và những cái kênh thanh toán này thì nó khá uy tín. Cái đó này cái uy tín nên là mọi người không cần phải lo lắng. Còn nếu mà mọi người đang làm kinh doanh một cái kênh MLM khác, digital marketing khác, và họ bảo mình tạo một cái ví điện tử của họ, thì theo kinh nghiệm của Hường thì chúng ta không nên chuyển cái hoa hồng của chúng ta về cái ví điện tử của cái kênh đó. Bởi vì cái ví điện tử đó thì nó cái ví điện tử của cái công ty, của cái nhà cung cấp đó, thì nó dính liền với sự tồn tại và phát triển của công ty đó. Lỡ mà công ty đó nó bị phá sản hay nó bị gì thì tiền của chúng ta sẽ mất luôn. Do đó khi mà chúng ta chuyển hoa hồng về những cái kênh uy tín, ví dụ Payoneer, PayPal, Blockchain hay là các thẻ Visa Master của mình, là nó chuyển về tài khoản ngân hàng mình rồi đó, thì nó sẽ an toàn. Còn nếu mà chúng ta để ở trong ví điện tử của người ta thì rất là nguy hiểm. Hường đã từng bị mất 10.000 đô rồi. Tức là đang kinh doanh đúng không, trong tài khoản ngân hàng ở trong ví điện tử của cái bên đó thì mình không có kinh nghiệm, thế là trong đó có khoảng cỡ 10.000 không chịu bấm nút rút về, thế là đến công ty đùng một phát cái công ty đó nó bị phong tỏa, mình đâu có biết được, thế là bị phong tỏa, nên là cái e-wallet, cái ví điện tử của người ta cũng bị phong tỏa luôn, thế là mình dính luôn 10.000 trong đó không được lấy lại, đau lòng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đăng ký Payoneer ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái link này đây, tomatohuong.com/payoneer. Payoneer có thể ký hiệu là PO đây. Ở tomatohuong.com/payoneer chúng ta đăng ký một tài khoản Payoneer ha. Ở đây thì chúng ta sẽ vào cái mục sign up and earn Sensual. Này, cái này khi mà chúng ta đăng ký sau một thời gian, khi mà chúng ta nhận thanh toán khoảng hơn 1.000 đô thì nó sẽ tự cộng cho mình, nó tặng cho mình 25 đô nữa ha. Hồi trước thì chỉ có 100 đô thôi là đã nhận được 25 đô thôi, 25 đô rồi, nhưng mà bây giờ nâng lên là tới 1.000 đô mới nhận được 25 đô. Nhưng mà không sao, miễn là chúng ta có nhận thanh toán tự động cộng 25 đô cũng rất là vui mà đúng không. Rồi ở đây chúng ta điền thông tin, chúng ta sẽ chọn Individual, tức là về cá nhân, tài khoản cá nhân. Nếu mà mọi người đang để giao diện tiếng Việt thì chúng ta hãy sửa lại giao diện bằng tiếng Anh thì chúng ta mới đăng ký được. Còn để giao diện tiếng Việt nhiều khi đăng ký nó bị lỗi á, để giao diện tiếng Anh. Rồi chúng ta First Name. Thì đối với cái việc mà đăng ký cái tài khoản ở bên nước ngoài thì chúng ta cứ đổi ngược lại ha. First Name tức là cái tên của mình. Còn cái họ
và tên lock thì là last name. Last name là cái họ, first name là cái tên đầu tiên. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể để first name là cái tên của mình, ví dụ để Hường, last name là Nguyễn Thị. Vậy đó, đây cũng được ha. Mà miễn sao thì cái first name của mình là cái họ chứ không phải là cái là cái tên chứ không phải cái họ. Ngược lại một chút. Cho cái email thì chúng ta lấy một cái email nào đó mà chúng ta chưa từng đăng ký. Thường thì một một người chỉ có được đăng ký một tài khoản kênh thôi, nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt đối với những cái kênh affiliate marketing nó kết nối với Payoneer đặc biệt ấy, thì chúng ta vẫn có thể đăng ký thêm một cái tài khoản Payoneer nữa. Nhưng mà thông thường thì mỗi người chỉ có một cái tài khoản Payoneer thôi, bởi vì một cái thông tin của mình ấy, thì có giống như kiểu cái này là cái ngân hàng chỉ có một tài khoản thôi. Rồi bây giờ mình để email vô đi. Ví dụ như là mình sẽ để email là thanhcongcuong@gmail.com. Rồi, điền cái email tiếp. Coi thử mình gõ lại cho đúng ha, đảm bảo email của mình là đúng. Rồi, take a post. Thì chúng ta sẽ chọn cái ngày tháng năm sinh của mình. Ví dụ như là mình sinh năm, ví dụ như là mình kéo xuống mình coi thử năm mình, ví dụ sinh năm 85 chẳng hạn. Chúng ta sẽ để tháng ngày 1. Tháng 1 năm 1985, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1985 chẳng hạn. Để vô, bấm next. Rồi tới bước thứ hai, cái thông tin chi tiết thì chúng ta điền là ở country ở Việt Nam, địa chỉ của mình 2, 3. Địa chỉ vô, ví dụ như là 2 chân hàng phường 8 chân hàng, rồi city Hồ Chí Minh City chân hàng. Rồi post of course. Cái zip code này nè là cái mã mà chúng ta sử dụng thường xuyên, nên là có thể mọi người sẽ thuộc luôn. 700.000 đó là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là 100.000, rồi một số tỉnh thành khác như là Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ vân vân. Thì chúng ta cứ lên mạng chúng ta search cái mã zip code của Đà Nẵng, mã zip code của Huế, mã zip code của tỉnh thành mà đó, thì chúng ta điền trên đây ha. Rồi số điện thoại 84, rồi điền số điện thoại của mình vô, ví dụ 9381100, điền vô ngày next. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái mật khẩu của mình. Thì mật khẩu của mình, ví dụ như là điền ok, Hường vừa gõ mật khẩu ở ngoài ha. Xong Hường giảng vô đây. Đây. Rồi security security version. Mình có câu hỏi mà bí mật bảo mật như thế này á, thì chúng ta nên là lưu nó lại để sau này khi mà mất mật khẩu hay là một số trường hợp liên quan tới tài khoản thì chúng ta sẽ nhờ những câu hỏi bảo mật này lấy lại được cái mật khẩu hay lấy lại được những thông tin mà mình cần giao tiếp với Payoneer. Chúng ta có thể chọn một câu hỏi ví dụ như là first name of okay. How old the father went you was wanting him. Bố bạn bao nhiêu tuổi khi mà bạn được sinh ra, ví dụ vậy. Sau này có hỏi trả lời thí dụ, ví dụ là 25 chẳng hạn. Rồi để có những câu hỏi, rồi tí nữa vài ngày nữa mình nó sẽ hỏi tiếp mình khoảng hai câu nữa. Bảo mật, mọi người nên lưu lại tất cả các câu hỏi bảo mật để sau này gặp rắc rối gì thì chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết đó. Nhớ là phải lưu lại câu hỏi bảo mật, quan trọng lắm đó. Rồi mình để là ở đây nó bảo mình cung cấp có thể là chứng minh nhân dân hoặc là passport hoặc là cái driving license, tức là cái lái xe, bằng lái xe của mình có tiếng Anh vô ha. Thì mình để passport rồi national ID ví dụ ha, mình để một cái national ID của mình vô, sau đó mình sẽ điền cái code của bên dưới. FM okay. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm next ha. Sau khi nó qua cái bước security detail này nè, tại vì Hường có tài khoản rồi, bây giờ mình điền cái ID của mình vô thì nó lỗi, nên là bây giờ mọi người sẽ điền cái chứng minh nhân dân, cái chứng minh nhân dân, hoặc là mọi người để passport đi, nếu ai có passport thì điền cái mã passport vô cho nó ok, tại vì nó có tiếng Anh. Rồi sau đó thì nó sẽ bấm next, thì nó sẽ sang bước tiếp theo. Thì bây giờ sang bước tiếp theo thì Hường không làm, Hường sẽ lên cho bạn Hường search cho mọi người xem. Đăng ký Payoneer thì cái bước tiếp theo, cái bước cuối cùng thì nó sẽ như thế này. Gần hoàn tất ấy.
chúng ta để tiếng Anh thì cách thao tác nó sẽ an toàn, nó sẽ thuận tiện hơn. Còn nếu mà chúng ta để tiếng Việt nhiều khi chúng ta bấm nó thôi nó bị lỗi nha. Mọi người lưu ý nếu mà chúng ta đang bị lỗi thì chúng ta hãy bấm lại cái chế độ tiếng Anh. Rồi bước gần hoàn tất thì mình sẽ điền giống như thế này. Xách trên mạng thôi, đăng ký trainer thôi thì nó sẽ hiện. Rồi, tên ngân hàng của mình điền cái ngân hàng nào mình muốn kết nối với trainer. Mình có ngân hàng nào mình điền cũng được, miễn sao là nó đúng thông tin là được, rồi sau này mình đổi, không có sao hết. Nói chung cứ điền thì ngân hàng nào mình có mình cứ điền đi. Rồi sau này mình muốn rút tiền về ngân hàng nào thì mình phải sửa lại sau. Ấy thì nó sẽ có tên ngân hàng rồi chi nhánh rồi tên chủ tài khoản rồi số tài khoản vân vân. Đấy, rồi đồng ý rồi bấm gửi là xong. Sau khi đó thì nó sẽ gửi thông tin cho mình qua email. Một cái email bảo là xác nhận là bạn đã đăng ký một cái tài khoản Payoneer rồi. Sau đó thì nó bảo là đợi xét duyệt khoảng từ 2 đến 4 ngày sau. Nó sẽ gửi thông tin là cái tài khoản của mình đã được chấp thuận chưa. Nếu mà chấp thuận rồi á thì nếu mà chấp thuận rồi á thì nó sẽ cho mình đăng nhập vô, rồi mình sẽ tải thêm cho nó một số thông tin khác. Ví dụ nó yêu cầu là chụp cái passport gửi cho họ, hoặc là điền thêm một số cái câu hỏi bảo mật vô, thì mình cứ làm theo cái email người ta hướng dẫn trong vòng 2 đến 4 ngày ha. Rất đơn giản thôi. Khi mà họ gửi email báo mình là đã tạo tài khoản thành công rồi á thì chúng ta có thể đăng nhập vô và bắt đầu rút tiền được về rồi. Còn trong quá trình mình rút tiền về thì có thể là chúng ta nếu mà đủ điều kiện thì chúng ta order một cái thẻ, còn nếu mà không thì chưa cần cái thẻ Payoneer đâu ha. Chúng ta lấy cái tài khoản đó, chúng ta rút tiền về tài khoản đó rồi ta lại chuyển về cái chuyển về ngân hàng địa phương là được rồi. Thực ra cái thẻ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái thẻ đó để thanh toán giống như thẻ Mastercard bình thường, nhưng mà từ đó tới giờ thì thường chưa sử dụng lần nào, thấy cũng có nhu cầu để sử dụng chưa có nhu cầu nào cả, nên có thể mọi người có thể order hoặc không. Còn nếu mà mọi người order thì đi nước ngoài sử dụng cho vui cũng được, thường có thẻ nhưng mà qua nước ngoài thì thường vẫn có thẻ khác nữa, nên là ít hiếm khi sử dụng cái Payoneer lắm. Mình nên là có thể là sau này order cho vui, còn không order thì cũng không sao cả, vẫn có rút tiền bình thường. Ok, Thường vừa hướng dẫn mọi người xong đăng ký một cái tài khoản Payoneer. Hy vọng là video này sẽ giúp ích được mọi người, và Hường sẽ chia sẻ thêm về PayPal hay là một số cái kênh rút tiền thanh toán khác. Hường sẽ sắp xếp và chia sẻ những cái video đó để chúng ta có thể là có những cái công cụ để làm affiliate marketing tốt hơn. Ok, comment nếu bạn thắc mắc, và đừng quên subscribe, đăng ký kênh YouTube của Hường hoặc like, chia sẻ video này nếu các bạn cảm thấy hữu ích. Ok, bye bye, hẹn gặp lại.